Liên quan đến vụ nam giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sinh viên ra khỏi lớp học online vì nam sinh này nhờ giảng lại bài do mưa to nghe không rõ. Đợt bên em mưa to á, em nghe không rõ. Thầy có thể nhắc lại được không ạ? Rồi vậy cứ cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Mặc dù giảng viên đã thừa nhận sai sót về việc sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp và phương pháp khá cứng rắn trong lớp học, tuy nhiên, phía nhà trường vẫn cho rằng clip đang lan truyền đã được cắt bớt, lược bỏ đi nhiều và chưa phản ánh đúng toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, đoạn clip được cho là phần cắt bớt đã xuất hiện. Mở webcam lên hết cho tôi. Ngồi rõ cái mặt mình trong khung hình. Nhanh. Bắt đầu mỗi người mở mic của mình. Nói lên khẳng định với tôi. Tôi tên Nguyễn Văn A gì đó. Có đủ miệng và tay giác quan như người bình thường. Bắt đầu. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip đều cho rằng không khí ở lớp học này khá căng thẳng, trong khi thầy giáo nói rằng có gì thắc mắc không. Đến khi nam sinh thắc mắc thì thầy lại tỏ ý muốn đuổi nam sinh ra khỏi lớp. Có gì thắc mắc không? Dạ, tôi hỏi về có đoạn im ru. Thầy có thể nhắc lại được không? Rồi vậy cứ cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Bên cạnh đó, qua đoạn clip, nhiều người cho rằng họ nghe rõ ràng bắt tiếng mưa. Như vậy, mỗi lời nam sinh nói mưa to nghe không rõ là sự thật. Dạ, bên em mưa to á, em nghe không rõ.